Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo nghị định biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch, thuế quan. Trong đó đề xuất giảm từ mức 20% hiện nay xuống 12% đối với thuế nhập khẩu ưu đãi với mặt hàng xăng động cơ không pha chì. Hãng hàng không quốc gia Việt Nam Vietnam Airlines cho biết, từ ngày 24 tháng 4 đến ngày 4 tháng 5, Vietnam Airlines Group gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco tăng thêm hơn 255 chuyến bay, tương ứng tăng thêm hơn 50.000 chỗ tại các địa phương du lịch trọng điểm, gồm giữa Hà Nội và Huế, Đà Nẵng, Cam Ranh, Đà Lạt, Phú Quốc, giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, Cam Ranh, Phú Quốc.